Trần Nhật Phong mến chào tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng và bây giờ là 6 giờ 30 giờ của California tức là 9 giờ 30 giờ của Bangkok Texas à, ở à, Bangkok Thái Lan. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và đầu tiên hết, trước hết là chúng ta sẽ đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên là bản tin từ hãng thông tấn Reuters. Nga cho biết là họ đã chuyển khoảng 200.000 ngũ cốc à, tấn ngũ cốc miễn phí cho ít nhất là 6 quốc gia tại Phi Châu. Bản tin từ hãng thông tấn Reuters cho biết Bộ Nông nghiệp của Nga lên tiếng cho biết vào ngày thứ ba là Moscow đã hoàn tất cái sáng kiến gửi khoảng 200.000 tấn các loại uh, miễn phí ngũ cốc cho 6 quốc gia tại Phi Châu theo lời cam kết của uh, tổng thống Vladimir Putin vào tháng 7 năm ngoái. Nga cho biết họ đã gửi khoảng 50.000 tấn cho ta, uh, tới Somalia và nước quốc gia uh, nước Cộng hòa Trung Phi, 25.000 tấn tới uh, Mali, uh, Burkina Faso, Zimbabwe và Eritrea. Bộ Nông nghiệp của Nga và người bộ trưởng của tên là Dmitry Batrushev đã nói với lại ông Putin trong cái cuộc gặp gỡ ở tại Điện Kremlin và ông Putin đã cam kết là sẽ gửi tất cả những ngũ cốc miễn phí cho cả 6 quốc gia Tây Phi Châu trong cái hội nghị thượng đỉnh với các lãnh đạo Phi Châu hồi tháng 7 và sau khi sau đó thì Nga đã rút tất cả những cái thỏa thuận trong đó cho phép là À, có thể cho phía của Ukraine có thể gửi ra các cái ngũ cốc hòa ra từ biển vùng Hắc Hải à, bất kể là Nga đã gia tăng cái việc gọi là kiểm soát khu vực này thỏa thuận trên vốn đã được à, đạt được bởi phía của thổ nhĩ kỳ và liên quốc nhưng mà sau đó thì phía nga đã rút lại thỏa thuận này đây được xem là một trong những cái báo cáo mới nhất của bộ nông nghiệp của nga đưa ra và họ tuyên bố rằng họ đã chuyển đầy đủ tất cả 200.000 tấn ngũ cốc cho các quốc gia ở phi châu đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Phần Lan cho biết hàng ngàn di dân bất hợp pháp đã xâm nhập vào trong lãnh thổ của họ từ phía của Nga. Bản tin từ Helsinki cho biết thì Phần Lan trong ngày thứ ba nói rằng hàng ngàn các di dân ở quốc gia thứ ba đang chờ gãy băng ngang qua biên giới vào lãnh thổ của họ từ phía của Nga. Phần Lan đã đóng lại tất cả cái đường biên giới khoảng 1.340 km với phía của Nga vào năm ngoái trong lúc mà đang có tình trạng mà những di dân bất hợp pháp xâm nhập qua biên giới và họ không có đủ đầy đủ giấy tờ khi bước vân... bước chân vào các quốc gia ở Liên Hiệp Âu Châu và Helsinki đã cáo buộc Moscow là đã dùng tất cả những người tị bạn ở biên giới này một điều để mà gây áp lực về chính trị một điều mà phía điện Kremlin đã bác bỏ chúng tôi thông báo rằng hàng ngàn người từ phía của Nga đang chờ đợi bước chân vào Phần Lan. Đó là lời phát biểu của Bộ trưởng Nội các của Phần Lan là Mary Ratanen đã nói với các thông tin viên trong cuộc họp báo và điều này là đe dọa tới xã hội của chúng tôi. Và Ratanen đã bác bỏ không cho biết là chính quyền của Phần Lan sẽ làm cách nào đối với những di dân này. Trong khi đó thì Phần Lan cho biết là họ gia tăng các bước cần thiết ở biên giới và tạm thời đóng, đóng đóng băng và cũng như đóng cửa tất cả các biên giới vì tình trạng gọi là tuyết ngập và và bão tuyết trong mấy ngày qua và ra tên anh cho biết bà ta tin rằng là có thêm nhiều di dân đang tìm cách băng ngang của biên giới một cách bất hợp pháp giữa lúc mà mùa xuân đang tới và tình trạng thời tiết trở nên dễ dàng hơn và ra tên anh cũng lên tiếng cho biết là phía Liên hiệp Âu Châu vẫn chưa đưa ra một cái giải pháp nào để giải quyết tình trạng mà họ đang đối diện ở tại và Phần Lan Phần Lan à, cho nói rằng là họ đã có khoảng 1.300 người tìm kiếm tị nạn bao gồm các đến từ các quốc gia ở Yemen, Somalia và Syria bước chân vào Phần Lan từ phía của Nga từ tháng 8 và tháng 12 của năm ngoái và 900 người của họ đã vào tháng 11 của năm ngoái. Và so sánh với số lượng này thì con số này đã bắt đầu gia tăng hơn mỗi một ngày. Và phía cơ quan di trú của Phần Lan cho biết là họ đã không có được... À, à, xác nhận được ít nhất là bây giờ có khoảng 160 di dân bất hợp pháp à, dường như là đã được à, phép đi vào quốc gia thứ ba của Âu Châu. Đây được xem là lời cáo buộc mới của Phần Lan cho rằng phía Nga đã sử dụng cái nguồn di dân bất hợp pháp ở biên giới này để uy hiếp về mặt chính trị đối với họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Âu Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan Âu Châu ngày hôm nay, Estonia bắt giữ 10 người tình nghi là đã có hành động được xem là phá hoại theo lệnh của nước Nga. Bản tin từ Helsinki cho biết à, cơ quan an ninh nội địa của Estonia đã lên tiếng trong trong ngày thứ ba nói rằng là họ đã cho bắt giữ khoảng 10 người bị tình nghi là có những hành động phá hoại và lan tỏa sự sợ hãi ra dị lúc mà đã có căng thẳng ở trên vùng quốc gia vùng biển Baltic trong cái phối hợp mà được thực hiện bởi cái cơ quan mật vụ của Nga đã, trong số những nghi can này bị bắt giữ từ tháng 12 cho đến tháng 2 hầu hết những cá nhân này tin rằng đã tìm cách phá cửa đã đập phá các cái cửa xe và, và kể cả một số những cái những cái khu vực ở tại quốc gia này từ tháng 12 và trong đó bao gồm luôn việc mà uy hiếp một số những ký giả ở địa phương theo tường trình của cơ quan mật vụ của Estonia cho biết và thời gian gần đây chúng tôi đã thấy rõ, rõ có hiện tượng tội ác đã gia tăng và dường như là dưới sự định hướng của Nga những kẻ này là phá hoại rất nhiều họ phá hoại những chiếc xe ở trên đường phố quăng cái đá vào những cái cửa kiến và có những cái hành động được xem là đáng nghi ngờ. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất của Estonia đã đưa ra. Estonia vốn là quốc gia láng giềng của Nga, họ đã tuyên bố độc lập từ năm 1991 sau khi tách rời khỏi Liên bang Xô Viết. Và quốc gia này có 13 triệu dân và là một thành viên của Liên minh Nato cũng là thành viên của Liên hiệp Âu Châu và được xem là một trong những quốc gia đang có sự đối diện về đường biên giới với nước Nga. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, một nữ và diễn viên ngành múa ba lê có hai quốc tịch đã bị bắt giữ tại nước Nga và có thể đối diện với án tù trung thân chỉ vì cô này đã quyên góp khoảng 51 bị kim cho Ukraine. Bản tin mới nhất cho biết thì một nữ diễn viên chuyên nghiệp về ba lê 33 tuổi có song tịch, tức là vừa có quốc tịch Hoa Kỳ và vừa có quốc tịch Nga đã bị bắt giữ tại nga và có thể sẽ đối diện với án tù trung thân và bị cáo buộc rằng đã quyên góp 51 Mỹ kim cho cái nỗ lực hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại nga. Cơ quan đặc trách về tình báo nội địa của nga là cơ quan FSS tức là Federal Security Service cho biết rằng là người phụ nữ này đã bị truy tố tội phản quốc và SSB nói rằng người phụ nữ này vốn là cư dân ở Los Angeles, California và cáo buộc bà ta đã thu tiền để cung cấp cho cái lực lượng quân sự của Ukraine. Kể từ tháng 2 năm 2022 thì bà ta đã bắt đầu thu tiền và lập ngân quỹ thông qua một tổ chức ở tại Ukraine và trong đó đã sử dụng để mua tất cả những cái y tế, dụng cụ, vũ khí và kể cả đạn dược à, và cho lực lượng quân sự của Ukraine. Cơ quan FSB cho biết như trên. Thêm vào đó, thì à, Hoa Kỳ cho biết là công dân này đã tìm cách tham gia vào một cái à, hành động để ủng hộ cho chế độ tại Kiev và nguồn tin độc lập từ phía Nga đã xác nhận tên người phụ nữ này là Set Senia Karelina và cho biết bà ta có song tịch tức là vừa là quốc tịch Hoa Kỳ vừa là quốc tịch của Nga sau khi mà bà kết hôn với một người đàn ông Hoa Kỳ và cơ quan truyền thông này thông báo rằng là bà Karina bị cáo buộc đã chuyển ít nhất là 51 Mỹ kim để mà hỗ trợ cho cái hàng đào tại khu vực của Ukraine và được xem là một cái tổ chức gọi là bất vụ lợi của người Ukraine gọi là Ransom for Ukraine đây được xem là một trong những cái hành động mà Nga đã nhắm vào một phụ nữ được xem là có dính líu tới Hoa Kỳ tức là công dân của Hoa Kỳ nhưng lại hỗ trợ cho uh, Ukraine bằng tài chính trong cuộc chiến chống lại sự bức hại của Nga. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Hoa Kỳ thúc giục tòa án Liên Quốc là không nên ra lệnh cho Do Thái rút quân ra khỏi lãnh thổ của Palestine. Hoa Kỳ đã nói với lại uh, cái cơ quan tòa án hàng đầu của Liên Quốc trong ngày thứ tư là và Do Thái vẫn không nên uh, bị gọi là uh, ép buộc một cách hợp pháp để rút quân ra khỏi vùng chiếm đóng lãnh thổ của Palestine mà không có sự bảo đảm về an ninh. Tòa án quốc tế đặt trách về vấn đề công lý đang có một cái cuộc điều trần kéo dài một tuần lễ qua sau khi có yêu cầu của Liên Hợp Quốc và đây là một cái hành động chưa từng có gồm 52 quốc gia đã đưa ra cái nhìn về sự chiếm đóng của Do Thái hầu hết tất cả những người phát biểu đều đòi hỏi là Do Thái phải chấm dứt cuộc chiếm đóng này. Và gần như là sau khi mà có cái cuộc chiến tại Ả Rập từ năm 1967. Tuy nhiên, Washington đã trở thành đồng minh thân cận của Do Thái và bảo vệ cho Do Thái trước phiên tòa này. Tòa án không nên đưa ra một cái giải pháp và buộc Do Thái phải uh, gọi là hợp pháp uh, ngay lập tức rút quân ra khỏi cái khu vực uh, và vùng uh, Chiếm đóng này, đó là lời phát biểu của Richard Vizet, được xem là một cố vấn pháp lý của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Bất kỳ một biến chuyển nào mà Do Thái rút quân ra khỏi khu vực Tây Ngạn và giải Gaza đều yêu cầu duyệt xét về việc tình trạng an ninh cần thiết đối với Do Thái. Ông đã cho biết như trên, chúng tôi vẫn tiếp tục... À nhắc nhở về vấn đề an ninh sau cái biến cố ngày 7 tây tháng 10 và điều này cho thấy rằng là rất nguy hiểm cho do thái nếu như mà phía do thái bị buộc phải rút quân một cách ra hợp pháp ra khỏi khu vực chiếm đóng từ năm 1967 phía liên hợp quốc đã yêu cầu cơ quan tòa án icj là phải có một cái quan điểm đưa ra về tính chất hậu quả pháp lý và các cái chính sách mà trong đó họ cho rằng là do thái đã chiếm đóng một phần cách bất hợp pháp trên vùng lãnh thổ của palestine bao gồm luôn cả phía đông jerusalem Tòa án hiện nay vẫn chưa đưa ra phán quyết. Tuy nhiên, phía Hoa Kỳ đã lên tiếng và cho rằng là không có một cuộc rút quân nào của Do Thái mà không có một cái sự bảo đảm về an ninh của Do Thái ở tại khu vực này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, ông Netanyahu tuyên bố là Do Thái sẽ không trả bất kỳ một cái giá nào để tìm cách trả tự do cho các con tin bị bắt giữ tại giải Gaza. Bản tin từ Jerusalem cho biết thì thủ tướng Do Thái là ông Benjamin Netanyahu cùng với lại bộ trưởng tài chính là Benzilla à, xin lỗi quý vị à, à, Street đã lên tiếng trong ngày thứ ba nói rằng do thái sẽ không trả bất kỳ một cái giá nào để trao trả con tin ở tại giải Gaza và trong đó thì họ nói rằng à, cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục để mà tìm cách trả tự do cho con tin à, khi được hỏi tới 134 con tin vẫn còn bị bắt giữ tại giải Gaza ông Street là bộ trưởng tài chính của do thái cho biết là việc trao trả họ rất quan trọng tuy nhiên họ không thể trao trả với bất kỳ một cái phí tổn hoặc một cái sự tổn thất nào ông cho biết địa đường hướng duy nhất mà trả tự do là gia tăng các áp lực quân sự ở giải gaza và đánh bại hamas và lời cánh vũ trang này gần như đã bị phía chính quyền của do thái phong tỏa toàn bộ ở giải gaza lời phát biểu của ông đưa ra sau khi mà lãnh đạo của đảng đối lập tại do thái là ông Lapid cùng với lại bộ trưởng à, benningan và đã nổi giận sau khi mà các gia đình của những nạn nhân bị bắt cóc đang tìm cách gia tăng áp lực với chính quyền của do thái là phải đạt một cái thỏa thuận với lại phía của hamas và hiện nay dưới áp lực mà phí cho Thái đang chịu đựng ở tại quê nhà để ngăn chặn cái việc đả, tình trạng mà chúng tôi đạt được mục tiêu của chúng tôi bao gồm việc thỏa thuận trong việc trả tự do cho con tin với bất kỳ một cái uh, phí tổn nào ông Netanyahu cho biết chúng tôi sẽ không trả bất kỳ một cái giá nào và chúng tôi sẽ không thương thảo với những sự đòi hỏi của Hamas và chúng tôi sẽ đánh bại họ ở ngay trên lãnh thổ của giải Gaza. Đây là lời khẳng định của ông Netanyahu đã đưa ra ngay sau khi mà đã có những cái áp lực buộc ông phải ngồi xuống thỏa thuận với lại phía của Hamas để trao trả tự do cho hơn 100 con tin vẫn còn bị bắt giữ bởi nhóm Hamas. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay trung quốc đã tỏ ra bất mãn sau khi hoa kỳ đã phủ quyết trong một cái cuộc bỏ phiếu đòi ngưng bắn trong cuộc chiến của hamas và do thái Bản tin từ hãng thông tấn Reuters cho biết thì Trung Quốc đặc biệt là bày tỏ sự bất mãn một cách mạnh mẽ sau khi Hoa Kỳ đã ngăn chặn một cái bản dự thảo của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó là yêu cầu phải chấm dứt ngay cuộc chiến của Hamas và Do Thái và phải có một cái cuộc gọi là ngưng chiến mọi nhân đạo theo tường trình của Tân Hoa xã đưa ra vào ngày thứ tư chỉ ra bởi đại diện của Trung Quốc tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Jan Chun Hoa kỳ trong ngày thứ ba đã phủ quyết lần thứ ba một bản dự thảo của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó là ngăn chặn cái lời đòi hỏi ngay lập tức phải có một cái cuộc ngưng bắn nhân đạo thay vì à, à, thúc đẩy các thành viên của 15 thành viên à, trong cái việc mà có những cái kêu gọi là tạm thời có cuộc ngưng bắn để mà trả tự do cho các con tin bị bắt giữ bởi Hamas. Và Hoa Kỳ nói rằng việc bản dự thảo nghị quyết này đã được thúc đẩy bởi Algeria là một cái hành động được xem là lại à, có những cái cuộc đàm phán đầy nhạy cảm giữa Hoa Kỳ, Ai Cập, Do Thái và Qatar cùng một lượt thì đang có áp lực là phải trả tự do cho con tin. Trung Quốc đặc biệt à, rất là bất mãn à, với lại cái, và tức à, tức giận với lá phiếu phủ quyết của Hoa Kỳ. Đó là lời phát biểu của ông Jan Chun đã đưa ra, người đã có mặt trong cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an Liên Quốc và thì phủ quyết Hoa Kỳ đã gửi một cái thông điệp sai lạc và thúc đẩy tình trạng ở giải Gaza càng trở thành nguy hiểm hơn. Ông này tuyên bố như trên, Gaza không khác gì là bật đèn xanh cho các cái cuộc gọi là ngộ sát tiếp tục và ông ta nói rằng là việc này cần phải được chấm dứt trên cái đường hướng nhân đạo đây được xem là một trong những cái nỗ lực của một số quốc gia hồi giáo và ả rập muốn rằng phía do thái phải ngưng ngay cuộc chiến và phải đi vào cái vòng thương thảo để mà chấm dứt cuộc chiến tại giải gaza với tinh thần nhân đạo đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Nhật Nhật Phong ngày hôm nay. Những hỏa tiễn mà Bắc Hàn cung cấp cho Nga sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine lại có những cái phụ tùng được chế tạo bởi Hoa Kỳ. Đó là một trong những bản báo cáo mới nhất vào tháng trước, thì Nga đã bắn một cái hoạt tiễn đạn đạo do Bắc Hàn chế tạo vào lãnh thổ của Ukraine và trong đó dường như đã có một số những cái bộ phận và những cái phụ tùng được sản xuất từ các công ty của Hoa Kỳ và Âu Châu. Một cuộc điều tra cho thấy rằng là các cái nguồn cung cấp này vẫn chưa biết là nó xuất hiện từ phía nào. Bản tin từ cái tổ chức có tên gọi là Conflict Arm Amaiman Research tức là CAR có trụ sở đặt tại Vương quốc Anh đã có những tập tài liệu đầy đủ về tất cả những cái thiết bị điện tử ở trong cái hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Hàn vốn đã được phát hiện ở tại Kharkiv À, trong đó được xem là thành phố lớn hàng thứ hai của Ukraine trong ngày 2 tây tháng 1 của năm 2024 và họ nói rằng họ phát hiện ít nhất là 290 cái thiết bị và phụ tùng nằm trong đây và hầu hết những cái à, hệ thống được được xem là định vị của cái hỏa tiễn này và nó không phải chỉ là có rất nhiều những cái thương hiệu nổi tiếng của Hoa Kỳ và kể cả của Âu Châu à, vốn đã được à, phát hiện trong à, như ở trong 3 năm qua Bắc Hàn dường như đã sản xuất và chuyển tất cả những cái vũ khí này và trong những cái vũ khí này họ lại sử dụng một số những cái thiết bị và phụ tùng từ Hoa Kỳ và một số quốc gia Âu Châu mà trong đó hầu hết đều có lệnh cấm vận đối với Bắc Hàn và cơ quan CEA cho biết là sau khi mà họ xác nhận tất cả những cái mảnh vỡ từ cái hỏa tiễn mà phía Nga đã bắn vào thành phố Kharkiv và do phân tích tình báo họ cho thấy rõ ràng đã có một số thiết bị đã được sử dụng từ phía của các công ty của Hoa Kỳ trong đó họ nói rằng có tới 75% là những cái thiết bị này đã được sản xuất tại Hoa Kỳ và của Đức. Và trong đó là Đức chiếm khoảng 11.9%. Tiếp theo là Singapore 3.4%, Nhật Bản 3.1%, Thụy Sĩ 2.4%, Trung Quốc 2%, Hòa Lan là 1.4% và Đài Loan là 0.3%. Và tất cả những cái thiết bị này đã được là phân tích và được à tụ hội lại cho thấy rằng là 75% là từ năm 2021 và 2023 đã có một số công ty đã cung cấp các cái thiết bị và các cái phụ tùng này cho hệ thống hỏa tiễn của Bắc Hàn. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất từ phía của tổ chức CEA đưa ra cho thấy rằng cái hỏa tiễn mà Bắc Hàn đã cung cấp cho Nga sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine đều có những cái phụ tùng của các công ty của Âu Châu và của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay, một nhà văn sinh ra tại Trung Quốc nhưng mà là công dân của Úc à, đã không kháng cáo sau khi mà bị kết án tử hình tại Trung Quốc. Bản tin từ Melbourne cho biết tìm một nhà tranh đấu cho dân chủ gốc Trung Hoa nhưng mà là quốc tịch Úc đã không nộp đơn kháng cáo trong việc mà bị kết án tử hình được đưa ra bởi tòa án của Bắc Kinh. Gia đình của ông cho biết vào ngày thứ tư, mặc dù đã có những tách thức pháp lý đã liên quan tới cái vụ kết án của ông người này có tên là yan hen đã bị phán là có tội trong việc hoạt động gián điệp trong một cái phiên tòa xử kín à vào khoảng hai à, và đưa ra bản án 2 tuần lễ và đưa tới cái án tử hình đối với ông này sau khi mà họ ông đã bị bắt giữ trước đây và cái án trung thân được đề nghị sau khi mà ông quyết định là có một cái hành động được xem là có thiện chí trong nhà tù nếu như ông bị giam giữ trong nhà tù 2 năm thì án tử hình này sẽ được giảm xuống còn án trung thân và trong một bản statement từ gia đình của ông Jan đã đưa ra và các người bạn thân hữu cho biết là họ ủng hộ cho nhà văn 58 tuổi này quyết định là không à, không dùng tới cái quyền kháng án của ông ít nhất là có hai lý do. Việc kháng án này có nghĩa là đã xác nhận cái tội trạng của ông. Thứ nhất là không có cái gì tin rằng trong cái hệ thống tư pháp của Trung Quốc có thể có được một cái bản án công bằng đối với ông à, theo tường trình cho biết và thứ hai là việc kháng án này chỉ làm trì hoãn cái tiến trình mà ông có thể sẽ được điều trị à, chăm sóc y tế và sau 5 năm ông đã bị giam giữ và đối xử một cách vô nhân đạo bởi chính quyền cộng sản Trung Quốc đây được xem là một trong những cái chi tiết khá quan trọng và ông đã từ chối không nộp đơn kháng án trong việc bị kết án tử hình trong khi đó Trung Quốc cam kết là sẽ à, duy trì sẽ giảm cái bản án này xuống án tù chung thân nếu trong vòng 2 năm ông có đạo đức gọi là hành kiểm tốt và có thiện chí trong nhà tù. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Hoa Kỳ đã bắt đầu chống lại cái tiềm năng đe dọa về không gian mạng bởi Trung Quốc và nhắm vào các cái hạ tầng cơ sở ở trên các bến cảng. Bản tin mới nhất cho biết thì ông Tổng thống Joe Biden và lực lượng tuần duyên của Hoa Kỳ đã loan báo hàng loạt các hành động vào ngày thứ tư. Trong đó là nhắm vào ngăn chặn tình trạng mà Trung Quốc đã hiện diện ở trên tất cả các hạ tầng cơ sở về bến cảng của Hoa Kỳ. Ông Joe Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp trong đó thúc đẩy việc mà các cái tàu hàng hải và kể cả các cái vị trí nằm ở bờ biển là phải ra thành lập cái hệ thống không gian an minh nạn và quản lý tất cả những cái việc liên quan tới những cái biến cố về không gian mạng và đặc biệt là theo tương trình của cố phó cố vấn an ninh quốc gia là Anne newberger cho biết như trên trong cuộc họp báo vào ngày thứ ba thì Burger nói rằng là chính quyền đồng thời sẽ đầu tư khoảng 20 tỷ Mỹ Kim vào cái hệ thống hệ thống hạ tầng cơ sở của bến cảng Hoa Kỳ trong vòng vài năm tới, ít nhất là 5 năm và trong đó trong nỗ lực nhằm ngăn chặn việc mà Trung Quốc có thể sử dụng các cái bến cảng này và xâm nhập vào hạ tầng cơ sở của các bến cảng này Phó Đề Đốc Jay Van được xem là chỉ huy trưởng của lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ đặt cách về không gian mạng đã nói với lại các thông tin viên là việc này để cải thiện và có thể yêu cầu là tất cả những chủ nhân và những người mà điều hành ở tại khu vực này là không dùng tất cả những cái crane nào tức là những cái cần cẩu nào được sản xuất từ Trung Quốc ở trên tất cả những bến cảng này và theo lực lượng tuần duyên cho biết thì các cái crane này khi mà sử dụng là phải dùng cái nhu liệu ở trên cái uh, hệ thống cần cẩu và cái nhu liệu này đòi hỏi là phải cung cấp thông tin và chính điều này là những cái dữ liệu này sẽ được chuyển về trung quốc và điều này sẽ gây nguy hiểm cho vấn đề hạ tầng cơ sở của hoa kỳ tại khu vực của bến cảng có thể bị xâm nhập bởi đảng cộng sản trung quốc và đây được xem là chiến lược mới nhất của joe biden nhằm ngăn chặn tình trạng mà trung quốc sử dụng các cái hệ thống không gian mạng để tấn công vào các hạ tầng cơ sở quan trọng của hoa kỳ trong đó bao gồm cả các bến cảng thông qua những cái grand do họ sản xuất đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ và trung quốc ngày hôm nay và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, EU đồng ý là lên danh sách đen công ty Trung Quốc lần đầu tiên sau khi mà nói rằng họ đã bắt đầu nhắm vào các công ty của Trung Quốc có liên hệ tới cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Liên hiệp Âu châu Liên hiệp Âu châu lần đầu tiên đã đồng ý là đưa các công ty Trung Quốc vào danh sách đen là một phần để ngăn chặn tình trạng hỗ trợ cho lực lượng quân sự của Nga tại Ukraine. Trong ngày thứ tư, đại sứ của 27 quốc gia thành viên của Liên hiệp Âu châu đã bật đèn xanh cho gói cấm vận thứ 13 nhắm vào Nga trong việc xâm lăng tại Ukraine và hầu hết đã diễn ra 2 năm trước đây là một phần trong điểm này thì ít nhất là ba công ty của Trung Quốc và ghi danh ở Hồng Kông có thể sẽ bị ban cấm tất cả làm ăn ở tại với các đối tác tại Âu Châu và họ sẽ bị cáo buộc là đã giúp cho Nga mua các cái sản phẩm và trong đó bao gồm luôn một số những cái sản phẩm liên quan tới quân sự và dân sự được sản xuất tại Âu Châu và đồng thời sẽ ban cấm họ không được phép xuất cảng qua Nga thông qua của liên hiệp y của liên hiệp Âu Châu tức là EU Hungary là một của đối tác của Bắc Kinh đã quyết định là bỏ phía, không có bỏ phiếu phủ quyết trong cái gói cấm vận này. Nó được thông qua một cách tuần trước sau khi nó bị trì hoãn. Và một viên chức ngoại giao cho biết là điều này có nghĩa là phía của Âu Châu đã bắt đầu cứng rắn hơn đối với lại phía các công ty của Trung Quốc. Và ít nhất một số công ty của Trung Quốc đã bị ban lệnh cấm vận là sau khi mà họ đã có những cái mua bán các cái sản phẩm về dân sự lẫn quân sự với phía của Nga đó là một trong những cái chính sách cứng rắn của Âu Châu đối với của Nga. Cùng một lượt thì là một nghị viên trong cái hội đồng quản trị của đảo Kim Môn gần Trung Quốc đã bắt đầu tìm cách đối thoại với phía Trung Quốc sau khi có căng thẳng trên cái đảo Kim Môn. Bản tin mới nhất từ Đại Bắc cho biết thì một nhóm nghị viên hội đồng của thành phố của đảo Kim Môn đã bắt đầu tìm cách kêu gọi phía của chính quyền Trung ương Đài Loan là cho phép họ được đối thoại trực tiếp với các giới chức Trung Quốc sau khi mà có những căng thẳng diễn ra tại khu vực này. Trong ngày 14 tây tháng 12 thì đã có hai công dân thiên Trung Quốc đã bị thiệt mạng ngay sau khi mà lực lượng tuần duyên của Đài Loan đã tiếp cận một chiếc tàu đánh cá bất hợp pháp và với tốc độ nhanh xông vào hải phận của đảo Kim Môn được xem là thuộc chủ quyền của Đài Loan nằm cách cái hạ môn tức là thêm lục địa của Trung Quốc là chưa đầy à 2 km tức là chưa đầy 2 cây số và sau đó thì Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng lại tất cả lực lượng tàu hải giám của họ uy hiếp các tàu của Đài Loan ngay trên quần đảo của khu vực của đảo Kim Môn và gây ra sự căng thẳng. Giờ đây thì cái một số nghị viên nằm trong cái hội đồng thành phố của khu vực Kim Môn đã lên tiếng và yêu cầu chính quyền trung ương cho họ được cái thẩm quyền là để đối thoại với phía Trung Quốc nhằm giảm đi những căng thẳng này. Cùng một lượt thì phía Hoa Kỳ đã yêu cầu có sự tự chế trong cái cuộc tranh chấp ở khu vực vùng biển Kim Môn. Bản tin từ Đài Bắc cho biết thì căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan đã trở nên nặng nề hơn và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi đôi bên phải có hành động tự chế. Việc mà tranh chấp này đã diễn diễn ra ở Hạ Môn và Kim Môn sau khi mà có hai công dân của Trung Quốc đã bị thiệt mạng nhảy xuống biển khi mà chiếc tàu của tuần viên của Đài Loan đã tiếp cận một chiếc tàu đánh cá bất hợp pháp và trong đó có bốn công dân trung quốc bốn người đồng lực nhảy xuống biển và trong đó có hai người đã bị thiệt mạng ngay sau vụ này thì bắc kinh đã bắt đầu đưa tàu hải giám tới tiếp cận ở khu vực biển kim môn và trong đó có những quy hiếp với tàu tuần duyên của đài loan và đôi bên có sự đối đầu gây gắt tại đây và phát biểu trong ngày chủ nhật vừa qua thì lực lượng tuần hải giám của trung quốc lan báo là họ sẽ bắt đầu có những cái cuộc tuần tra gây gắt hơn ở khu vực này cùng một lượt thì phía hoa kỳ lên tiếng và kêu gọi phía cả phía trung quốc lẫn phía của đài loan là phải có hành động tự chế trong những cái căng thẳng trên mặt biển có thể dẫn tới những cái xung đột không cần thiết đây được xem là quan điểm của phía hoa kỳ đã đưa ra ngay sau khi mà phía của trung quốc đang đe dọa là sẽ có những hành động cứng đắn đối với phía của đài loan đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng là bản tin sau cùng trong phần tin tài sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho bản tin này và cho phong được phép à, cảm ơn công ty Teletron đã bảo trợ cho tạp chí Quốc phòng của TNP Channel. Nếu quý vị nào mà muốn mua những cái giường à, nệm chống đau lưng danh tiếng của Ý, những ghế massage nổi tiếng của Nhật Bản hoặc là những sản phẩm mới nhất của Nam Hàn Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với lại công ty Teletron qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị là 1877 892 6999. chín 892 6999 để biết thêm chi tiết. Và, và cảm ơn công ty Teletron rất là nhiều đã bảo trợ cho tạp chí quốc phòng của TNP Channel. Và như Phong đã thông, thông báo trước với quý vị là trong cái giai đoạn mà có mặt ở Bangkok, chủ yếu của Phong là sẽ đưa thông tin sản xuất những cái chương trình thường lệ mỗi ngày. À, do đó thì cái phần đọc comment, phần tin tổng hợp thì Phong sẽ không đọc bởi vì phải tu xếp giờ cho gia đình nữa. Và thứ hai là những cái chương trình thảo luận đặc biệt hay là chiến thức ngày thứ ba của Phong là sẽ được re up lại. Nó liên quan tới cái chủ đề bầu cử năm nay của Hoa Kỳ. À, do đó thì Phong đã nhờ một người em cho re-up lại những cái chương trình này và mong rằng tất cả các khán giả sẽ theo dõi tiếp những cái chương trình này cũng như là phong vẫn cố gắng sản xuất chương trình nội dung mỗi một ngày có điều cắt ngắn lại là bởi vì phải thu xếp thời gian cho gia đình do đó thì à, trong thời gian mà có mặt ở bangkok à, và hòa và có vacation ở đây thì vẫn sản xuất chương trình đầy đủ cho quý vị nhưng nó được cắt ngắn hơn do đó thì cái phần đọc comment phong xin cáo lỗi cùng tất cả các khán giả là khi trở lại mỹ thì cái chương trình sẽ trở lại bình thường còn bây giờ thì cho phép Phong được tránh dùm Phong cái phần đọc comment của quý vị. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bản tin sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!